thử cảm thử lắm mà. Wow, các bạn ấy vẫn đang còn rộng, hơi rộng một tí, hơi to một tí. Đây nhá, sẽ làm khẩu trang đẹp cho Sam nhá. Các bạn xem, hôm nay đã no và Sam không ăn hết miếng chuối rồi các bạn. Khải sẽ tạm thời bỏ ra đây. Rồi, thế thì con ngồi im để Khải ba làm nhá. Ngồi đợi một tí nhá. Nhỏ quá. Sam may cho Sam một cái khẩu trang để Sam đeo đây các bạn. Mùa dịch của Việt Nam tuy đã chấm dứt rồi nhưng mà trên toàn thế giới thì rất còn rất nhiều nơi đang còn vẫn đang còn bị. Khải sẽ làm để Sam ra ngoài đeo cho đỡ bụi này. Đúng không con trai? Sam đang ngồi để xem đấy. Sẽ làm đường viền luôn.
Đội mái rồi anh các bạn phải là sàn đã.